Trúc Nhân kêu gọi hiến tặng tóc cho bệnh nhân ung thư qua dự án âm nhạc cộng đồng. Trúc Nhân bất ngờ trở lại với MV Có ánh nắng trên làn tóc mây, một dự án âm nhạc cộng đồng hướng về các bệnh nhân ung thư. MV Có ánh nắng trên làn tóc mây được thực hiện đơn giản, đan xen giữa hình ảnh Trúc Nhân trong phòng thu và những loạt khoảnh khắc đong đầy niềm hạnh phúc lẫn xúc động về hành trình cho và nhận sợi tóc, sợi tình. Đây là sản phẩm âm nhạc kết hợp giữa Trúc Nhân và bệnh viện ca cùng quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng. Dự án nhằm góp phần lan tỏa thông điệp cho chiến dịch tóc cho bệnh nhân ung thư. Kêu gọi hiến tặng tóc với mong muốn có thể cải thiện chất lượng sống cũng như động viên tinh thần những chiến binh nữ trên hành trình chiến đấu vì sự sống. Có ánh nắng trên làn tóc mây tiếp tục là ca khúc sở hữu giai điệu vừa nhẹ nhàng, sâu lắng, cả từ đẹp với thông điệp ý nghĩa. Trái tim đẹp tuyệt vời khi biết cho đi hay có ánh nắng ấm áp trên làn tóc ai đang nhẹ bay. Có yêu thương đâu đây, hòa vào làn tóc mây. Kết hợp cùng cách xử lý tinh tế trong những câu hát nhẹ nhàng như nhấc bổng trái tim khỏi những đau đớn về thể xác, cùng không ít cảm xúc được đong thật đầy trong phần cao trào của Trúc Nhân, đã giúp có ánh nắng trên làn tóc mai lan tỏa mạnh mẽ thông điệp bao nhiêu sợi tóc, bấy nhiêu sợi tình đến công chúng. Chia sẻ về dự án Có ánh nắng trên làn tóc mây, Trúc Nhân xúc động tâm sự về những người bạn của nam ca sĩ cũng đang bước vào hành trình chiến đấu với căn bệnh này. Chính tinh thần lạc quan và nụ cười luôn thường trực trên môi của người bạn ấy, nên dù biết mái tóc bạn ấy không phải là thật, nhưng vì nguồn năng lượng tích cực dồi dào trong bạn ấy cùng một sắc diện rất tươi vui khiến Nhân vừa xúc động, vừa khâm phục vô cùng. Bên cạnh đó, với giọng ca thật bất ngờ, không bao giờ có sự tính toán trước bất kỳ điều gì nếu dự án đó thuộc về cộng đồng. Trước sự trùng hợp khi vào năm 2020, nam ca sĩ cũng đã mở đầu năm mới bằng một dự án âm nhạc dành cho những bệnh nhi nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh. Trúc Nhân khẳng định, việc truyền cảm hứng và mang lời ca tiếng hát của mình giúp đỡ nhiều số phận trong cuộc sống, không thể chờ đợi và lên kế hoạch quá lâu.